ở cái đời sống này, Kiệt là một người bị những người ngã mạn, xuyên tạc, xuyên xỏ, chửi đủ điều hết. Chửi Kiệt cỡ nào cũng được nha quý vị, nhưng mà đừng có chửi cha Kiệt, đừng có chửi Thượng Đế. Ngài Kiệt rời khỏi thế gian, tất cả nhân loại không ai được thờ hình tượng của Kiệt, cũng không ai được thắng Kiệt. Bây giờ Kiệt sống thì cứ gì thắng, tại vì chiếc thân đi được. Chỉ có theo cha, theo Tam Đại Tạng Kinh, theo cuốn kinh của Thiên Tâm mà mẹ và chư Phật đã đặt ra cho mình, đó là cuốn kinh Nhạc Tụng này nè. Trong này có đầy đủ á, mấy vị đã tính cho mình rồi. 1 tiếng 30 phút mà lại sám hối luôn, nó hữu ích ghê gớm lắm. Có những người tu những môn phái khác, họ nói sao không cần đọc Lăng Nghiêm hay là Phật, cả bản thân Kiệt á, mẹ còn kêu á, bữa nay á con giao du đông người quá, giống như bữa đi Nam Cali con bị người ta mang trượt bắt, tại vì mỗi một cái tay này bắt á là mấy người mà chơi bùi chơi ngải nó họ chìm vô đúng không, con phải về con ngồi con đọc Lăng Nghiêm vô. Mẹ là người kêu Kiệt á, thuốc chi lần là Lăng Nghiêm là phải đọc, mà tại sao có những môn phái khác người ta nói ồ đâu cần đọc chú, chỉ cần vô cái nhà A Di Đà Phật thành Phật, đi theo thầy ông Lai đi thành Phật, đi theo thầy Ngộ Không đi, thì đi theo ông thầy Giác Nhàn đi, không có niệm Phật là thành Phật được, cái đó là sai. Tùy theo cái thời đại, cái đó có thể mình ok cho những mấy bác lớn tuổi già ở trong bệnh viện hay là không có đủ cái học vấn á, tại đọc chữ này cũng phải biết tiếng đó nha, thì ok cũng tạm được. Nhưng mà muốn cho nó ráo rót á, là cho nó đúng á, là phải cái gì cũng cái gì đã đặt ra đều có ý nghĩa hết. Không phải khi không là cái gì rảnh nào kêu mình ngồi đọc, còn mình không đọc mình không có mở mang trí tuệ được, mình không ngồi thiền mình không có trụ cái tâm được, mình để cái tâm mình nó chạy lăng tăng. Cho nên quý vị thấy con cái hay chồng vợ anh em mà đi làm kỹ sư bác sĩ á, thấy cái mặt nào nấy nó căng giống như là cái trống vậy đó, bị stress á, mà nó không biết làm sao nó giảm được stress. Nó muốn giảm stress thì nó phải về nhà vô cái bar góp một cốc rượu, hay là thằng nào mà nó không biết rượu thì nó phải vô cái gym, nó phải chạy đổ mồ hôi, xuất mồ hôi, cũng giống như là nó phai lại với chiến đấu lại cái body đó. Có nhiều thằng nó đi nữa, nó lên skydiver, nó nhảy xuống, nhảy núi thì lái xe đạp đủ trò, cái đó cũng đều là cái hình thức stress relief. Còn những đứa con họ thiên tâm, mình không cần. Tôi mà bị stress relief, tôi mà bữa nay bị mất thu nhập, hay bị ra đường đi chợ gặp ai chửi tôi mắng tôi, hay là tôi sơ ý tôi dê xe tôi quẹt ai, bây giờ tôi cầm cuốn kinh tôi đọc cái là bảo đảm khỏe liền. Có nhiều môn phái họ có hiểu, họ cứ nghĩ đạo Thiên Tâm ra đời một cách lạ lùng thì họ chấp theo cái hình tướng, họ mới chấp nhận. Nếu không có cái lạ thì làm sao thay đổi được cái cũ đã đưa nhân loại đi đến ngày hôm nay không còn nhân tính nữa. Mỗi quốc gia, nhất là nước Việt, thì cái lạ mới ra đời. Bây giờ họ mất Covid thì làm sao một cái thuốc vaccine nó lạ kiểu này, thì cái Thiên Tâm là vậy. Bởi vì lúc mà cha ban xuống bài Kính Thiên số 2 đó, là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, cha mới ra cái đạo Thiên Tâm này là diệt trừ ma quỷ. Mà chúng ta sống không giữa thiện giả, chứ nó không phải là thể chế với cộng sản quốc gia gì chứ, đó là cái lý luận của người thế gian thôi. Về cái thần hồn của chúng ta đó, là nó có cái sự huyền diệu từ ở cõi trời mình đầu thai xuống, thì giữa chánh và tà, Atula và tiên với Phật, đó là sự thật. Rồi Atula khi họ ở trên trời, họ cũng kéo quân đi kiếm chuyện với những cái tầng trời của những vị Bồ Tát, những vị Phật.
rồi họ đánh thua họ cũng bị chết nghe, rồi họ rớt xuống địa ngục bị phạt thời gian, tự linh hồn là bất tử mà, rồi họ đầu thai vào những cái hành tinh khác, những con thú khác, rồi từ từ họ đầu thai thành con người của mình. Trong nhà mình nó bảo đảm đến nhất là cũng có bao Atula mình đang sống chung á, gan tay luôn cái gì về coi mặt nào là Atula anh em mình á. Nhưng